Chinh phục kỳ thi là chương trình truyền hình do VTV7, kênh truyền hình giáo dục quốc gia thực hiện nhằm giúp các bạn học sinh hệ thống lại kiến thức, tiếp nhận những bí quyết để chinh phục kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và luyện thi trung học phổ thông quốc gia. Với sự uy tín của chương trình và sự đón nhận từ các bạn học sinh, thầy cô trên toàn quốc, kết hợp cùng VTV7, công ty cổ phần truyền thông Sống, trân trọng giới thiệu bộ sách Chinh phục kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, cẩm nang ôn tập kiến thức hấp dẫn, cô đọng, dễ hiểu. Bộ sách Chinh phục kỳ thi trung học phổ thông quốc gia là sản phẩm trí tuệ, khoa học giáo dục trong thời đại công nghệ số của nhiều thầy cô với hàng chục năm kinh nghiệm trong nghiên cứu, giảng dạy ở bậc đại học, phổ thông. Bộ sách Chinh phục kỳ thi trung học phổ thông quốc gia gồm 3 cuốn, phục vụ 3 bài thi bắt buộc, toán, ngữ văn, tiếng Anh và một bài thi tự chọn, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân hoặc vật lý, hóa học, sinh học. Bộ sách nổi bật những tính năng, ưu điểm sau đây. Tác giả là những thầy cô có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, giảng dạy và ôn luyện thi, có uy tín trong ngành giáo dục, đã và đang cộng tác với nhiều kênh truyền hình như VTV7, VTV3, VTV2. Thầy giáo Vũ Ngọc Toản, môn hóa học, hiện đang công tác giảng dạy chính tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Tất Thành, Đại học Sư phạm Hà Nội. Thầy đã từng làm cộng tác với chương trình Đường lên đỉnh Olympia, chinh phục kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia trên VTV7. Thầy Toản cũng là giáo viên giỏi thành phố Hà Nội năm 2018. Thầy giáo Nguyễn Thành Nam, môn vật lý, giảng viên Học viện Kỹ thuật Quân sự, giáo viên vật lý trên kênh VTV7. Thầy Nguyễn Thành Nam cũng dạy trực tuyến trên kênh hocmai.vn. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hằng Nga, môn sinh học, giáo viên chương trình Chinh phục kỳ thi VTV7, giảng viên bộ môn lý luận và phương pháp dạy học sinh học, khoa sinh học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hằng Nga có nhiều kinh nghiệm ôn luyện cho học sinh thi đại học vào khối các trường Đại học Y, Đại học Dược. Hệ thống bài học dạng infographic, mind map được thiết kế sinh động, hấp dẫn, bám sát từng video bài giảng phát sóng trên VTV7, giúp học sinh siêu dễ nhớ những kiến thức trọng tâm và cốt lõi. Có mã quét QR trên mỗi infographic, mind map để link đến từng bài giảng trong kho video e-learning của chương trình Chinh phục kỳ thi. Quét là có. Mở rộng, bổ sung kiến thức chuyên sâu theo chủ đề, nằm ngoài video bài giảng đã phát sóng, hỗ trợ học sinh đạt điểm trên 9. Hấp dẫn, cô đọng và dễ hiểu, hy vọng bộ sách Chinh phục kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sẽ là trợ thủ đắc lực, giúp các bạn học sinh ôn thi hiệu quả và vượt vũ môn.